Xin kính chào quý vị và các bạn. Phương Thùy rất vui khi lại được đồng hành cùng với quý vị trong phần bản tin của kênh Tin Mới. Và chúng tôi với đội ngũ biên tập viên vô cùng chuyên nghiệp luôn tự hào là kênh đưa tin nhanh và chính xác nhất. Ngày hôm nay đã có những thông tin đáng chú ý nào? Mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên tin mới về tình hình lũ lụt tại Trung Quốc. Thưa quý vị, tình hình mưa lũ tại Trung Quốc đang có diễn biến hết sức phức tạp do ảnh hưởng của mưa lớn. Lưu lượng nước chảy vào hồ chứa đập Tam Hiệp đã dâng lên nhanh chóng sau khi trận lũ số 2 trong năm chính thức hình thành trên sông Trường Giang. Trước tình trạng này, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã quyết định họp khẩn. Liệu tình hình mưa lũ tại Trung Quốc sẽ diễn biến ra sao? Khả năng ứng phó của chính quyền Trung Quốc như thế nào? Xin mời quý vị theo dõi chương trình ngay sau đây. Nước lũ ở đập Tam Hiệp vượt xa mức báo động. Do ảnh hưởng từ cơn lũ số 2 trên sông Trường Giang vào lúc 8 giờ ngày thứ Bảy theo giờ địa phương, lượng nước lũ đổ vào đây đã lập đỉnh lên tới 61.000 mét khối trên giây. Đây là mực nước lũ cao nhất đổ về đập Tam Hiệp kể từ đầu mùa lũ đến nay ở Trung Quốc. Trước tình hình này, đập Tam Hiệp đã phải mở 3 cửa xả lũ. Sau nhiều lần chặn lũ, mực nước trong hồ chứa đập Tam Hiệp đã tăng lên mức 160,17m, vượt quá cảnh báo lũ hơn 15m, mặc dù nước lũ tại đập Tam Hiệp đã vượt xa cảnh báo. Tuy nhiên, theo đánh giá của cơ quan chức năng nước này, thì đập Tam Hiệp đang vận hành an toàn, ổn định, đồng thời phát huy vai trò phòng lũ, chặn lũ và các đỉnh lũ hiệu quả. Từ tháng trước đến nay, mưa lớn liên tiếp hoành hành tại miền Nam Trung Quốc khiến mực nước lũ tại đây liên tục lập đỉnh. Hàng loạt sông, hồ tại khu vực này đang trong tình trạng báo động đỏ. Nhiều địa phương tại các tỉnh Hồ Bắc, An Huy, Giang Tô đã phải khởi động cơ chế hưởng ứng phòng lũ cấp 1, tức cấp cao nhất đặc biệt nghiêm trọng. Theo dự báo của Trung tâm Điều độ Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc, sau khi đạt đỉnh hôm Chủ nhật vừa qua, nước lũ tại đập này sẽ giảm dần. Nhưng vào khoảng trước hoặc sau ngày thứ ba, Tam Hiệp lại phải đón thêm một đợt lũ mới. Ông Trương Tiến Vân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bảo vệ Sông Trường Giang và Phát triển Xanh Trung Quốc cho rằng, do mực nước các dòng chính ở Trung Hạ Lưu Sông Trường Giang luôn ở mức cao trong thời gian dài, do vậy vấn đề an toàn đê điều cần phải được nước này hết sức quan tâm. Đại Hồng Thủy ở Thái Hồ. Theo dự báo thời tiết, các trận mưa lớn đang có xu hướng dịch chuyển lên phía Bắc. Tuy nhiên, mưa lớn vẫn tiếp tục hoành hành ở miền Nam Trung Quốc, đặc biệt là khu vực Trung Hạ Lưu Sông Trường Giang. Hàng loạt sông hồ tại đây đã phải đặt trong tình trạng báo động đỏ vì mưa lũ. Mới nhất vào lúc 9 giờ sáng ngày thứ Bảy theo giờ địa phương, tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc đã ban hành báo động đỏ. Đối với sông Trường Giang, đoạn của thành phố Nam Kinh, mực nước tại đây đã dâng lên hơn 10 mét, mức cao nhất trong lịch sử. Theo dự báo, mực nước cao cùng lưu lượng nước lớn sẽ còn duy trì trong thời gian khá dài tại đây. Cũng trong sáng ngày thứ Bảy, với lượng mưa trên 100mm, thành phố Hợp Phì, thủ phủ tỉnh An Huy cũng đã phải phát đi báo động đỏ. Nhiều nơi trong thành phố ngập lụt nghiêm trọng. Thành phố Lộc An của tỉnh này cũng đã ban hành cảnh báo tương tự do mưa lớn và có thể kéo dài liên tục trong 2 đến 3 giờ đồng hồ. Nhiều tuyến đường tại các địa phương này đã bị phong tỏa. Đáng chú ý, do mực nước ở sông Thanh Giang không ngừng dâng cao trong 2 ngày thứ Năm và thứ Sáu, thành phố Ân Thi của tỉnh Hồ Bắc đã phải liên tục nâng mức ứng phó khẩn cấp với lũ từ cấp 4 lên cấp 1. Chỉ trong vòng hơn 4 giờ đồng hồ vào chiều ngày thứ Sáu, các tuyến đường chính dọc hai bờ sông ngập sâu khoảng 2 mét. Thành phố này đã phải phát đi báo động phòng không, một hình thức cấp báo khi có thiên tai khẩn cấp đặc biệt nghiêm trọng. Gần 30.000 người dân đã phải di rời, hàng trăm người khác cũng phải di chuyển ngay trong đêm. Tính đến hết ngày thứ Sáu, mực nước trên các dòng chính ở Trung Hạ Lưu sông Trường Giang đã liên tục 12 ngày vượt mức báo động. Riêng hồ chứa đập Tam Hiệp đã vượt quá cảnh báo lũ hơn 12 mét. Đây cũng là mực nước cao nhất được ghi nhận tại hồ chứa của con đập này kể từ đầu mùa lũ năm nay. Mực nước ở Thái Hồ cũng đã có 19 ngày liên tiếp vượt mức báo động và chính thức xảy ra đại hồng thủy. Số liệu đo đạc cho thấy trong vòng 10 ngày qua, lượng mưa ở một số nơi thuộc Trung Hạ Lưu sông Trường Giang đã nhiều hơn hàng năm từ 1 đến 2 lần, trong khi đợt mưa mới vẫn tiếp tục trút xuống đến hết ngày Chủ nhật. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình họp khẩn vì mưa lũ. Hôm thứ Sáu, Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phải triệu tập một cuộc họp về công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai dưới sự chủ trì của ông Tập Cận Bình. Chủ tịch Trung Quốc đánh giá lượng mưa tại Trung Hạ Lưu sông Trường Giang vẫn cao, trong khi sông Hoàng Hà và nhiều con sông khác có khả năng xảy ra lũ tương đối nghiêm trọng.
Ông yêu cầu nước này cần đồng thời đảm bảo cho cả miền Nam và Bắc Trung Quốc an toàn vượt lũ, dự báo chuẩn xác mưa lũ và các thảm họa thứ cấp, tăng cường bảo vệ đê điều và đặt an toàn tính mạng của người dân lên hàng đầu. Ông Tập chỉ ra rằng, kể từ đầu tháng trước, các cơ quan Trung Quốc đã hành động tương đối tốt nhằm ứng phó với lũ lụt và đạt được kết quả khả quan bước đầu. Ông Tập nhấn mạnh, phòng chống và cứu trợ lũ lụt có ảnh hưởng quan trọng đến tính mạng, tài sản người dân cũng như an ninh quốc gia. Theo Chủ tịch Trung Quốc, việc kiểm soát lũ đang bước vào giai đoạn quan trọng nhất, mưa lớn ở khu vực sông Dương Tử là nghiêm trọng. Ông Tập yêu cầu các cơ quan có liên quan tăng cường phối hợp với người dân nhằm phòng chống lũ lụt một cách có hiệu quả nhất. Ông Tập nói thêm, chính quyền địa phương cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai, đặt an toàn về tính mạng, sức khỏe người dân lên hàng đầu. Phải cải thiện khả năng dự báo mưa lũ và các thảm họa thứ cấp, phải tăng cường bảo vệ các con đê cùng cơ sở hạ tầng quan trọng và vận hành những dự án bảo tồn nước một cách hợp lý. Cần phối hợp phòng ngừa, kiểm soát dịch bệnh và công tác cứu hộ, cứu trợ thiên tai, ông Tập nhấn mạnh. Trong bối cảnh mưa lũ diễn biến phức tạp ở Trung Quốc, hai địa phương chịu ảnh hưởng nặng được quan tâm nhiều nhất là Giang Tây và Hồ Bắc. Tại Giang Tây, hôm thứ Sáu, một đoạn đê bị vỡ trên hồ Bà Dương đã được phá xong. Những trận mưa lớn liên tục khiến diện tích mặt hồ mở rộng thêm 25%. Nhiều ngôi làng, đồng ruộng bị nhấn chìm khi xảy ra sự cố vỡ đê. Cùng ngày, Vũ Hán đưa ra báo động đỏ về tình hình mưa lũ. Tính đến 8 giờ sáng cùng ngày, mực nước sông Dương Tử đoạn chảy qua Vũ Hán đạt 28,32 m. Từ ngày thứ Bảy đến ngày Chủ nhật, dự báo sẽ có những trận mưa cực lớn xảy ra ở Vũ Hán. Điều này cho thấy việc kiểm soát lũ ở Vũ Hán là rất khó khăn. Rủi ro gia tăng và đối phó với lũ lụt sẽ là một cuộc chiến dài. Chen Jiangjun, một quan chức thủy lợi ở Vũ Hán nhận định, theo báo cáo, 91% con đê ở Vũ Hán được đắp bằng đất. Nếu bị ngâm nước kéo dài, đê bằng đất sẽ trở nên mềm nhũn và dễ vỡ. Như vậy, trong khi lũ số 1 trên sông Trường Giang còn chưa dứt, đợt lũ số 2 trên con sông này đã ập tới, buộc chính quyền Trung Quốc họp khẩn nhằm tìm ra biện pháp đối phó với tình hình trên. Kính thưa quý vị khán giả, hàng loạt ngôi nhà bị sập, hơn 200 người thương vong là những con số thống kê ban đầu trong vụ động đất xảy ra đêm qua tại Tứ Xuyên, Trung Quốc. Theo Sài Gòn Giải Phóng, giới chức Nghi Tân tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc cho biết đã có 13 người thiệt mạng và 200 người bị thương trong trận động đất cường độ 6 độ Richter xảy ra tại địa bàn. Theo giới chức địa phương, trận động đất xảy ra ở huyện Trường Ninh với tâm chấn ở độ sâu là 16 km, ngay sau đó xảy ra liên tiếp những dư chấn. Hiện các nỗ lực cứu hộ, cứu nạn đang được tiến hành. Hàng loạt ngôi nhà bị sập trong khi người dân hoảng loạn chạy hết ra đường. Cơ quan cứu trợ đã chuyển 5.000 lều, 10.000 giường xếp và 20.000 chăn đến chỗ người dân đang trú tạm sau trận động đất. Ước tính khoảng 4.500 người đã được sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm. Theo cập nhật của VOV, cơ quan địa chấn Trung Quốc cũng đã liên tục ghi nhận 65 đợt dư chấn với nhiều mức độ khác nhau, trong đó dư chấn mạnh nhất có cường độ lên tới 5,3 độ Richter. Các trận dư chấn vẫn tiếp tục xảy ra, khoảng 40.000 hộ dân bị mất điện, nhiều tuyến đường buộc phải đóng cửa do những lo ngại về một số hiện tượng có thể xảy ra sau động đất. Các chuyên gia địa chấn Trung Quốc nhận định khả năng xảy ra động đất cường độ mạnh hơn tại khu vực này là không nhiều, song vẫn có các hiện tượng thiên tai đi kèm. Người lao động cho biết vào tháng 5 năm 2008, huyện Tứ Xuyên cũng hứng chịu một trận động đất mạnh khiến gần 90.000 người thiệt mạng. Trận động đất này cách hai trận động đất tối thứ Năm khoảng 400 km. Trước đó, năm 1976, một trận động đất xảy ra ở thành phố Đường Sơn, Trung Quốc đã giết chết ít nhất 250.000 người. Thưa quý vị, cơn mưa dữ dội cuối tuần trước gây lở đất ở huyện Chu Khúc, tỉnh Cam Túc, phía Tây Bắc Trung Quốc khiến hơn 1.000 người thiệt mạng, được đánh giá không chỉ là một thảm họa tự nhiên mà còn là hậu quả có thể dự báo từ thái độ thờ ơ đối với môi trường của giới chức Trung Quốc. Thảm họa lở đất tồi tệ nhất trong hơn một thập kỷ. Thảm họa lở đất sau trận mưa lớn hôm vừa qua đã đưa số người tử vong vì lũ lụt và lở đất ở Trung Quốc mùa hè này lên tới hơn 3.000 trường hợp, theo các số liệu chính thức. Đây là mất mát lớn nhất do mưa lũ và lở đất trong vòng hơn một thập kỷ qua của Trung Quốc. Khu vực phía Bắc của Trung Quốc hiếm khi chứng kiến một thảm họa như vậy. Kể cả sau một mùa mưa dữ dội bất thường khắp châu Á, tính đến tối thứ Năm tuần này, con số người chết đã lên tới 1.144 người và 600 người vẫn bị mất tích, theo Tân Hoa Xã. Tuy nhiên, người dân địa phương tin rằng con số thực tế còn cao hơn nhiều và vẫn đang tiếp tục tăng. Các nỗ lực cứu trợ vẫn đang được xúc tiến khẩn trương, song đến nay mưa vẫn chưa dứt.
dẫn đến lo ngại rằng có thể còn lở đất còn chưa kết thúc. Những người sống sót đang phải vạ vật trong những túp lều dưới cơn mưa vẫn xối xả hôm thứ Năm vừa rồi sau khi một trận lở đất mới trong đêm đã chặn con đường huyết mạch đến huyện Chu Khúc. Thêm vào đó, quan chức y tế địa phương cho biết sự lây lan của dịch bệnh cũng là một mối lo lớn hiện nay trong hoàn cảnh các cơ sở y tế và cung cấp nước bị hư hại, trong khi xác người và động vật bị chôn vùi dưới bùn bắt đầu phân hủy. Thảm họa đã được báo trước 13 năm. Chính quyền Trung Quốc cho rằng thời tiết bất ổn là nguyên nhân của vụ lở đất, song các chuyên gia tin rằng phát triển thủy điện và phá rừng trong khu vực đã góp phần vào thảm họa. Họ cho rằng đó là một thảm họa đã được báo trước từ sự phát triển thiếu kiểm soát trong khu vực và nhiều bi kịch tương tự có thể xảy ra ở các khu vực khác của Trung Quốc nếu sự cân bằng của tự nhiên tiếp tục bị coi nhẹ. Các nhà khoa học Trung Quốc từng cảnh báo rằng phá rừng ở các khu vực địa chất nhạy cảm như vậy có thể gây ra những vụ lở đất nghiêm trọng, và thảm họa vừa rồi ở Cam Túc đã chứng minh điều đó. Trong các năm 1952-1990, đã có hơn 100.000 hecta rừng trên các sườn dốc bao bọc huyện Chu Khúc bị khai phá để lộ ra những sườn núi chọc có kết cấu địa chất yếu và khó tránh khỏi xói lở. 13 năm trước, một nghiên cứu do hai nhà khoa học Trung Quốc Ma Đông Tao và Kỳ Long công bố đã cảnh báo rằng các hoạt động phá hủy hệ sinh thái như vậy sẽ gây ra thảm họa lở đất vùi lấp nhà cửa, đường xá, cầu cống, các công trình nước sạch, hệ thống điện, gây nên chết chóc và thương vong. Dù vậy, cơn mưa dữ dội vừa rồi ở Trung Quốc với những hậu quả khủng khiếp đã được dự báo từ năm 1997 vẫn khiến tiến sĩ Ki kinh ngạc bởi mức độ của thảm họa. Ông cho biết lở đất là do điều kiện địa chất nhưng nó trở nên trầm trọng bởi nạn phá rừng. Tôi thật không thể ngờ tới một trận lở đất lớn như vậy. Một bản báo cáo năm 2006 của Trường Đại học Lan Châu cũng đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ lở đất do phá hủy các cánh rừng bao bọc Chu Khúc để khai thác mỏ, thủy điện, nông nghiệp và các dự án phát triển khác. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin về tình hình lũ lụt tại Trung Quốc của Tin Mới ngày hôm nay. Để cập nhật và theo dõi những thông tin thời sự quốc tế mới nhất cũng như là các thông tin quan trọng về tình hình Biển Đông ở trong khu vực, thì quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký trên Tin Mới. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.